Chào em nhá. Mình vừa mới làm một cái video trên máy phát điện Hoàng Kim xong. Video về cái bộ bình ắc quy ấy. Hôm vừa rồi mình mới thanh lý được cái lô máy phát điện ở cái lô bình ắc quy 50 con. Nó là đặc điểm của nó là ắc quy mới và ắc quy khô. Loại này thì dùng thì vô cùng sung sướng rồi. Nói đến ắc quy Nhật thì mình cũng không cần suy nghĩ, không cần phải nói gì nhiều về cái bàn cãi về chất lượng của nó. Đấy. Nhưng mà chúng ta nhập được những cái lô bình ắc quy này thì chúng ta thấy là khẳng định là nó rất là đắt, nó đắt gấp đôi hoặc là thậm chí là còn hơn như thế nữa. Đấy, thì ở đây mình đang có 45 cái 50 bộ nhá. Đây nguyên kiện này nghe, nguyên kiện như này, đó là ắc quy mới. Và hiện tại thì mình lấy về chủ yếu là mình cấp vào trong những cái máy phát điện của bên mình thôi. Ở đây mình có lắp một số cái máy rồi. Ở đây mình vừa mới mang một con ra để làm vừa mang ra một cái để chúng ta sẽ thử cho anh em xem. Thì ở trên máy phát điện Hoàng Kim nhé, mình có chia sẻ những cái con như này. Đây giá cả thì mình cũng cho rồi đấy, mình lắp vào đây này. Đây nó là như này này, nó là dòng ắc quy Nhật thì nó có một cái size giống như này, có cái size giống như này. Thì những cái con máy như của mình ở đây, đấy vì bình thường là mình đang sử dụng những cái con như này. Và bây giờ thì có ắc quy đem về thì mình lắp luôn vào trong cái chỗ kệ này, vừa khít luôn. Được có 50 cái thôi, có 50 cái mình lấy hết về luôn để chúng ta sử dụng. Nên là anh em mà mua máy phát điện của bên mình thì sẽ được sở hữu những cái ắc quy như thế. Mình thấy là có những cái bình nó tuổi thọ nó lên tận 20 năm rồi. Ắc quy viễn thông ấy, ắc quy viễn thông chạy rất là khủng khiếp. Nhưng mà cái đấy thì mình cũng không nói, dùng cho ắc quy máy phát điện thì là vô tư rồi. Nó là bình khô, bình ắc quy khô nhá, không cần châm nước, không cần bảo dưỡng cả, cái đây là dùng thôi. Đấy, đặc điểm của nó thì chúng ta có thể là không sạc trong thời gian rất là lâu nó vẫn sử dụng được. Khác với bình nước chúng ta chỉ để trong vòng một vài tháng ấy, thì mà hết điện này, không có sạc cho nó thì nó sẽ có thể dễ bị hư hỏng và sinh vật hóa. Đấy, thì với ắc quy khô thì chúng ta dùng rất là lâu và để như thế thì nó vẫn ở đâu vẫn có lên được. Đặc điểm của nó thì là nó có cái dòng xả rất là tức là nó ưu điểm là cái dòng xả là nó bền bỉ. Đấy, ắc quy khô ắc quy nước thì nó sẽ đè với cái dòng rất là cao, tức là cho phép mình đè rất là cao. Tuy nhiên thì cái độ bền bỉ và cái dòng xả liên tục đều ấy, cái đặc tuyến của ắc quy nước ấy thì nó nhanh tụt nhá. Ví dụ lúc đầu nó rất là khỏe như này nhưng mà nó cái dòng cắm đầu nó đi xuống thì rất là nhanh. Nó đặc điểm nó là ắc quy đè, cần cái dòng đè mạnh mà. Ắc quy khô ấy, thì cái đặc tuyến cái đường xả của nó rất là dài luôn. Nên là anh em mà xài trong cái vấn đề là lưu trữ điện ấy thì nó vô cùng tốt, nó tụt điện cái khả năng bị giảm áp rất là lâu. Đặc biệt là nếu như anh em nào mà đã dùng xe ấy, hoặc là có xem một số cái video phân tích về bình ắc quy thì chúng ta thấy là ắc quy khô ấy, thì nếu mà chúng ta để lâu thì nó sẽ nó không xe mà không chạy ấy, auto mà không chạy thì chúng ta để vẫn được. Cùng thời điểm ắc quy nước thì nó sẽ không để được, phải sạc nhé. Đấy là đặc điểm của nó. Nên là cái dòng ắc quy này chúng ta rất là phù hợp với quá trình lưu trữ. Lưu trữ đè thì vẫn là ok nhé, đè thì vẫn được. Nhưng mà lưu trữ thì nó sẽ có ưu điểm hơn là ắc quy nước. Đó. Đây mình sẽ có mấy cái thì chia sẻ anh em ở đây. Nếu như mà anh em nào mà sử dụng năng lượng mặt trời có lưu trữ này, dùng UPS ấy, dùng những cái em này vào thì quả là tuyệt vời luôn. Mình sẽ khiêng 4 con này về. Ở nhà mình hệ thống lưu trữ năng lượng cái năng lượng mặt trời mà có lưu trữ ấy, loại hybrid. Thì trước mình có sử dụng 4 cái bình ắc quy của Đồng Nai loại nước, thì chúng ta sử dụng được tầm khoảng 1 đến 2 năm gì đấy. Là chúng ta thấy là cái đầu cọc của nó sẽ bị hơi bị rỉ đây. Và cái thời gian xả của nó thì chúng ta đã biết là nó sẽ rất là nhanh đúng không? Mình sẽ dinh 4 em này về, chúng ta lắp vào cái inverter của mình để xài. Thì có cái sản phẩm mà ngon bổ rẻ như này thì muốn chia sẻ anh em nào mà một chế độ và chế độ dùng máy phát điện thì khỏi suy nghĩ rồi, nhưng mà ở đây mình có lưu trữ ấy, thì cái này là quá phù hợp luôn. Đấy, thì chúng ta sẽ về chúng ta lắp một cái năng lượng mặt trời như thế. Đó, thì nó sẽ lưu trữ được rất là dài. Còn những ắc quy nước bình thường thì chúng ta không nói rồi. Còn nếu với những ắc có ắc quy nhập khẩu đời mới như này, loại bình thường như này thì ta không cần phải bàn nhá. Không cần bàn nhá. Nó quá là tốt như này rồi. Đấy, còn loại cao cấp hơn nữa thì để cho lưu thì mình có thể sử dụng pin Pirinum. Đấy, đây thì chúng ta dùng những loại như thế thì nó ok. Nhưng mà chi phí của nó thì nó cao hơn một chút. Chúng ta dùng ắc quy của Nhật như này thì xài ok hơn. Ở đây thì mình có một con bình ắc quy 80 ampe. Con này là của hãng Elemax. Loại này cũng là loại nhập khẩu nhá. Loại này cũng là loại nhập khẩu, đây là ắc quy mới. Thì cái trọng lượng của nó thì nó nhẹ hơn cái thằng này là 60 ampe.
Nhật thì nó làm chuyên là dưa, chuyên là dưa. Con này nó nặng hơn rất là nhiều lần. Mình nghĩ là nó nặng khoảng gấp rưỡi đến khoảng gần gần 2 lần nhá, so với con kia. Nó dài dài hơn một tí, tuy là cái kích thước nó nhỏ nhỏ hơn nhưng mà tôi thấy là nó là cái trọng lượng anh chị thì mình không có cân. Cân được thì mình sẽ cân cho anh em xem luôn nó như nào. Nhưng mà ở đây thì mình thấy là nó nặng hơn. Đấy. Với trong cái phần ruột của nó thì khả năng là cái phần chì cũng như là cái phần thiết kế của nó tối ưu hóa được hơn. Nên là nó sẽ đóng gọn vào trong. Bình thường là mình thấy là có bình 2, bình 6V. Con này thì nó lại ra 12V luôn. Chúng ta thấy là có, chúng ta vẫn nhìn thấy được các cái ngăn bình ở đây, 1 2 3 4 5 6, đúng rồi, 6 ngăn. 6 ngăn như này. Và đặc biệt của nó là nó có thể mở cái phần trên lên nhanh nhá. Nó vẫn có cái núm ở đây. Mở lên trên. Con này thì để nó nghiêng để nằm thoải mái luôn, không giống như ắc quy nước. Đấy, không giống như ắc quy chúng ta để nó nghiêng để nằm được luôn. Ừ. Như loại này thì bản chất ở trong nó vẫn có nước, nhưng mà cái con như này là mình chưa đục ra bao giờ. Nhưng mình chưa đục ra để xem nó bên trong như nào. Đấy, không có thời gian đục ra để xem như nào, nhưng loại này bản chất của nó là vẫn còn nước nhé. Nhưng chúng ta khuyến cáo, chúng ta khuyến cáo nó là mình để đứng. Còn những trong máy của Nhật ấy, những con máy Mitsubishi ấy, nó sử dụng cái bình Panasonic như thế này thì là nó, mình thấy nó để nghiêng luôn, để nghiêng luôn. Đặc biệt của nó thì nó có cọc bình như thế này, rất là tiện dụng, là chúng ta không cần phải cốt kia gì cả, chúng ta lắp vào này. Và loại này thì nó không bị han gì nhá, không bị axit, không bị gì hết. Chúng ta lắp vào đây, xoáy ốc vào là xong. Lắp vào đây xoáy ốc vào là xong. Đấy, con này chúng ta cần phải cọc bình. Cọc bình thì là nhiều khi tiếp xúc này, chúng ta có thể là thay đổi cái cọc bình, nó bị móp méo hay là nó tiếp xúc không tốt ấy. Còn cái loại này dùng cái đầu cốt chúng ta ép vào đây thì dùng thì là vô tư, nó bằng inox, mình thấy là bằng inox. Đấy. Đấy thì chia sẻ với anh em cái video như này, anh em nào mà muốn sử dụng cái ắc quy lưu trữ nha, ắc quy lưu trữ nha, hoặc mình có mấy ý tưởng nó đang định chế cho xe điện. Anh em nào mà có xe điện, xe điện loại này mình dùng xe điện 60Ah đấy, mình thấy là cái chi phí nó khá là rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Mình lắp vào trong cái xe điện đấy thì nó là 12V, ta cần 4 bình nha. Xe điện chúng ta dùng 48V hoặc là 56V thì mình sẽ sử dụng là cái ắc quy 4 cái bình như này để lắp vào xe điện. Xe điện chúng ta chế vào, dùng cái động cơ motor chúng ta để kéo, nó có thể kéo được tải rất là nặng. Thì mình dùng những cái như này. Chúng ta dùng pin thì nó hơi đắt đỏ, nhưng mà dùng những con ắc quy Nhật như thế này thì đúng là quà, thì là rất là ok rồi. Đấy, thì anh em nào mà muốn chế độ nha thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Mình có đang đặt hàng, có những cái hàng như này về cái này mình sẽ lấy luôn nhá. Đây là những cái hàng mà mình cũng chả biết là nó lấy kiểu gì, nhưng mà có những cái lô hàng nhập về có hàng trăm con ắc quy như này. Hiện tại thì mình đang lấy được 50 con nhá, mình đang đặt hàng tiếp tục. Nên là anh em nào mà lấy nhiều về thì mình có thể là order những cái đơn hàng như này, có thì mình sẽ lấy hết về để chia sẻ với anh em. Đấy, hàng tốt rẻ. Quên, mà giá rẻ thì nãy giờ mình cũng chưa có nói là cái giá thành của nó nhé. Với cái ắc quy Nhật, giá thành của nó là chỉ bằng một cái ắc quy thông thường, ắc quy chì của nội địa thôi. Cái giá của nó mình để cho anh em là 1,6 triệu nhá, 1,6 triệu. Đấy, anh em nào mà muốn sử dụng thì mình để lại cho. Thực sự là mình đang rất là muốn để lại để sử dụng nhá, nhưng mà nó nhiều hàng như này và có khả năng mình sẽ đặt được thêm, nên là mình muốn chia sẻ với anh em những cái sản phẩm tốt như này. Ok, xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Hãy liên hệ ngay với số điện thoại bên dưới để mình sẽ gửi hàng cho anh em nhé. Xin chào.